giờ đoàn Nhân Nghĩa Đường đi xuất phát đi từ chùa Quan Âm đi qua bên chùa Nguyễn Trãi nha, khai quang xong rồi bây giờ xếp hàng đi. Hai bên là hai là lên chút xíu nè. Rồi. À, giờ xếp hàng trực tự. Hai lá cờ giữ đầu. Thank you.
Xong rồi bây giờ đi ra là